Hello everyone, xin chào tất cả các bạn quay trở lại video tiếp theo cùng Mr. Jelly. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách đặt câu hỏi với WH questions. Vậy chúng ta có những cái từ để hỏi như thế nào? WH questions. Chúng ta có những cái câu hỏi với từ để hỏi ví dụ như là who này, là hỏi về ai đó này. What, cái gì, when, khi nào, where, ở đâu. How, cảm thấy như thế nào? Hay là why? How much? What time? Rất rất nhiều các cái câu hỏi với từ để hỏi. Thế ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái cách hình thành một câu hỏi với từ để hỏi như thế nào. Thì công thức như sau. Đó là WH question. Chúng ta muốn công thức đó là WH question. Cộng với trợ động từ, Mr. Jelly viết tắt là AUX, cộng với chủ ngữ, cộng với động từ và cộng với tân ngữ hỏi chấm. Tân ngữ có thể có hoặc không. AUX là trợ động từ, subject, verb and object. Ví dụ chúng ta có một cái câu hỏi như sau. Ví dụ mình hỏi rằng là bạn đến từ đâu. Câu hỏi rất đơn giản này. Example, where? Where là ở đâu? Thế bạn đến từ đâu? Còn chúng ta có từ you này. Where, you là chủ ngữ. Vậy trợ động từ ở đây, ở hiện tại đơn chúng ta có do và does. Chúng ta có hai trợ động từ ở hiện tại đơn, đó là do và does. Nhưng mà đây là chủ ngữ số nhiều nên ta sẽ dùng là do. Where do you come from? Bạn đến từ đâu? Where do you come from? Đây là WH question này, cộng với trợ động từ này, cộng với chủ ngữ này, cộng với động từ này và cái từ from. Bạn đến từ đâu? Where do you come from? Thì nếu mà trong trường hợp này thì ví dụ mình hỏi rằng là cô ấy đến từ đâu thì mình sẽ thay thế, mình sẽ thay thế từ you bằng từ she, đúng không ạ? Cô ấy đến từ đâu? Lúc này ta phải thay đổi trợ động từ đi, bởi vì ở hiện tại đơn ấy thì trợ động từ mà đi với chủ ngữ số ít đó là does. Where does, where does she come from? Nó where do you come from, where do they come from, nhưng mà where does he come from và where does she come from. Thì đó, chúng ta ở hiện tại ấy, chúng ta có hai trợ động từ, đó là do và does. Hai trợ động từ thì hiện tại đó là do và does. Do thì đi với chủ ngữ số nhiều, còn does thì đi với chủ ngữ số ít. Ở trong quá khứ ấy, chúng ta có một trợ động từ, đó là did. Did, có một trợ động từ trong quá khứ là did. Ví dụ mình hỏi rằng là bạn đi đâu tối hôm qua. À, đi đâu chính là từ where, đúng không ạ? Where, where này. Chúng ta chỉ có một trợ động từ duy nhất thôi, nó không phân biệt như kiểu thể tại đơn, nó là có do và does, chỉ có một. Where did you go last night? Where did you go last night? Và chúng ta phải có câu hỏi ở đây. Như vậy đây là từ để hỏi này. Đây là trợ động từ, đây là chủ ngữ, động từ. Và last night là trạng từ chỉ thời gian, tối hôm qua. Đó. Thì bạn đi đâu tối hôm qua? Where did you go last night? Thì chúng ta thấy rằng là có trợ động từ này, có từ để hỏi này, cũng trợ động từ, cũng chủ ngữ, cũng động từ, cũng tân ngữ, hoặc là cũng trạng từ nếu có, nếu có. Đó, thì đấy là cái câu hỏi với từ để hỏi. Tiếp theo, mình có một số cái câu hỏi nữa. Ví dụ như là với how much, what time, ví dụ what time đi. What time, mấy giờ anh ấy đi làm? Mấy giờ anh ấy đi làm? What time he này. Đây là hỏi ở hiện tại nhé. Thì he là chủ ngữ số ít, ta dùng does. Đây là có hai trợ động từ thì hiện tại đơn, đó là do và does. Và does đi với chủ ngữ số ít. What time là câu hỏi WH question. What time does he go, cộng với động từ này, to work. Mấy giờ anh ấy đi làm, hỏi chấm. Ok. What time does he goes to work? Lúc này go không chia nữa, bởi vì chúng ta đã học là hiện tại đơn rồi, là đơn nó chia rồi thì động từ không chia nữa. Tiếp theo với câu hỏi với how much đi. How much?
Ở quá khứ chẳng hạn, bạn mua cái bạn mua cái áo này giá bao nhiêu? How much? Chỉ có một triệu từ duy nhất thôi. Did bạn mua? You buy this t-shirt. Bạn mua cái áo này giá bao nhiêu? Như vậy là đây là từ để hỏi. Cả how much cũng từ how much này là bao nhiêu. Did là trợ động từ này, you là chủ ngữ, by là động từ, và this t-shirt là tân ngữ. Có thể là tân ngữ hoặc là có thể trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, ví dụ last night là trạng từ chỉ thời gian là tối hôm qua. Câu nó phải có câu hỏi, trong cái câu W question phải có từ để hỏi này, cộng trợ động từ, cộng chủ ngữ, cộng động từ. Còn tân ngữ này có thể là tân ngữ hoặc là cái trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn. Đó, thì Mr. Jelly vừa mới hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta đặt câu hỏi với từ để hỏi, đó, W question. Thế đây chỉ là ở hiện tại và quá khứ thôi. Nếu mà ở tương lai thì sao? Nếu mà ở tương lai thì sao? Mr. Jelly sẽ xóa cái này đi nhé. Mọi người có thể xem lại video hoặc là mình có thể ghi ra vở, thậm chí là đặt câu với cái công thức câu hỏi với từ để hỏi này. Ví dụ ở thì hiện tại đơn thì chúng ta có trợ động từ do does, ở quá khứ thì chúng ta có did. Còn ở tương lai ấy, thì chúng ta có từ will. Will. Ở hiện tại hoàn thành thì chúng ta có have hoặc là has. Thì chúng ta sẽ đặt câu với tương lai này và hiện tại hoàn thành nhé. Đầu tiên tương lai. Ví dụ mình hỏi rằng là bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này? Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này? What? Chắc chắn là cái gì rồi. What? What? Will. Nó chỉ có một triệu động từ duy nhất, đó là will thôi. You. Bạn sẽ làm gì? You, what will you do this weekend? Cuối tuần này, this weekend. Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này? What? Nó là từ để hỏi. Cậu có trợ động từ, đó là will. Cộng với chủ ngữ, cộng động từ này, subject này. Trợ động từ này, W question này, cộng trợ động từ, cộng chủ ngữ, cộng động từ. This weekend, cuối tuần này, nếu là trạng từ chỉ thời gian vào cuối tuần. Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần này? What will you do this weekend? Hay là mình hỏi rằng là bạn sẽ đi đâu? À, cô ấy sẽ đi đâu đi? Where will she go? Bạn cô ấy sẽ đi đâu vào ngày mai? Tomorrow. Where will she go tomorrow? Where will she go tomorrow? Từ để hỏi, trợ động từ, cộng chủ ngữ, cộng động từ, tân ngữ. Tomorrow. Đây là trạng từ ngày mai. Chị thời gian. Như vậy, chúng ta đã nắm được cái cách mà chúng ta hình thành một cái câu hỏi với từ để hỏi ở tương lai. Thế tiếp theo, nếu mà ở hiện tại thành thì sao? Ví dụ như là Mr. Jelly có một câu hỏi là bao lâu đi, nó là how long. Các bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi? How long? How long? Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi? Mình gặp một ai đó và mình hỏi rằng là bạn ơi, bạn học tiếng Anh được bao lâu rồi? How long? Chắc chắn là you đúng không ạ? You ở đây. Bạn mà. You ấy, thì ở hiện trạng thành ấy, I, you, we, they cộng với have. Và he, she, it, tức là chủ ngữ số ít ấy, thì cộng với has. Ở đây you thì cộng với have. How long have, đây là trợ động từ nhé, trợ động từ này, chủ ngữ này. How long have you learned? Từ learn này chúng ta có thể thêm t hoặc là ed, có hai cách viết như vậy. Của quá khứ của nó. How long have you learned English? English ta phải viết hoa chữ e nhé. English. English. Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi? Như vậy là have, và đây là trợ động từ là have, và đây là chủ là you. Thế nếu mà cô ấy đã học tiếng Anh được bao lâu rồi, thì chúng ta chỉ cần đổi là have thành has thôi. How long has she learned, đúng không ạ? Bởi vì chủ ngữ là she thì nó phải đi với trợ động từ, đó là has. How long has she learned English? Nên từ learn thì có hai cách viết, thêm t hoặc là thêm ed cũng được. Như vậy đó là những cái
Công chức, câu hỏi với từ để hỏi phổ biến nhất thường người ta sẽ hỏi ở hiện tại đơn này, ở thì hiện tại tiếp diễn này, quá khứ đơn này, thì tương lai đơn, thì đã thành. Chúng ta có một cái thì nữa là thì tiếp diễn, để tìm hiểu về thì tiếp diễn nhé. Thì tại tiếp diễn ấy, thì chúng ta có to be, thì nó lại là liên quan đến to be. Có ba độ to be hiện tại tiếp diễn, đó là am, is và are. Ví dụ bạn đang làm gì vậy? What? You này. You là chủ số nhiều. What are you doing? What are you doing? Bạn đang làm gì vậy? What are you doing? Từ để hỏi cộng với to be, cộng với chủ ngữ, cộng với động từ thêm ing, bởi vì đây là thể tiếp diễn mà. Thế cô ấy đang làm gì? Thì what is she doing? What is she doing? Cô ấy đang làm gì? Như vậy có từ để hỏi này, cộng với to be này, cộng với chủ ngữ và cộng với động thêm ing, bởi vì nó còn liên quan đến thì nữa. Nó liên quan đến thì nữa thì chúng ta phải nắm được thì, nắm được trợ động từ, nắm được to be. Đó. Thì đó là cái công thức câu hỏi với từ để hỏi với double question. Chúng ta có những cái double question như vậy: what này, who này, what này, when, where, how, why, how much, what time, how long. Đó. Thì đây là với động từ nhé. Thế còn với đấy là với động từ thường nhé. Còn với động từ to be thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu ngay bây giờ. Với động từ to be nhé. Bây giờ chúng ta phải phân biệt được trợ động từ và động từ to be. Trợ động từ ở hiện tại chúng ta có do's, quá khứ có did, tương lai có will, hiện tại thành thì có have và has. Thế to be ấy, ở hiện tại chúng ta có ba to be, đó là am, is, are. To be ấy, ở hiện tại thì có am, is và are. Thế ở quá khứ chúng ta có was và were. Chúng ta đừng đọc là was ba chữ, were bốn chữ. Chúng ta hãy đọc là was và were. Thế thì công thức câu hỏi với to be như sau, vẫn là double question. Cộng với to be, cộng với chủ ngữ và cộng với tân ngữ hỏi chồng. Chúng ta không thể nào cộng với động từ, không không cộng với động từ được. Như nãy là công thức câu hỏi với từ để hỏi nhé, double question này. Cộng với trợ động từ. Bây giờ là cộng với to be này. Lúc nãy với động từ thường là cộng với trợ động từ, cộng chủ ngữ, cộng động từ và cộng tân ngữ hỏi chấm. Chúng ta thấy có sự khác biệt, đó là ở đây ấy, to be ấy, thì nó không cộng với động từ đây được, bởi vì trong tiếng Anh thì to be không thể nào cộng với động từ thường được. To be có thể cộng với động từ thêm ing như thử thì đã diễn đấy. To be có thể cộng với động từ thêm ed hoặc phân từ một hoặc là phân từ hai. To be có thể cộng với động từ phân tán trong câu bị động ấy, nhưng mà to be không thể nào cộng với động từ thường được. Ví dụ chúng ta không bao giờ nói rằng là I am stay at home chẳng hạn. Ví dụ như là I am stay at home là không bao giờ có. Chúng ta không không thể nói như thế được. Đó, trong tiếng Anh chúng ta không dùng to be của động từ thường. Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là từ để hỏi này, cộng to be, cộng chủ ngữ, cộng tân ngữ thôi, không cộng động từ nữa nhá. Ví dụ bạn ở đâu? Where are you? Bạn đến từ đâu đi? Where are you from? Bạn đến từ đâu? Ok, câu này chính xác đúng không? Thì bạn đến từ đâu với động từ thường? Where do you come from? Như vậy là bản cái chúng ta thấy rằng là cái trợ động từ, nghĩa là nó phải có động từ để nó trợ cho cái đấy. Cái từ do nó trợ cho cái từ come này này. Còn to be nó không có. Bạn đến từ đâu? À, thì cũng tương tự này, where do you come from? Đây là hai công thức khác nhau, một cái với động từ thường và một cái với động từ to be. Tương tự như vậy, bạn ở đâu ngày hôm qua? To be nghĩa của nó là thì là ở, đúng không ạ? Thì là ở bị. Thì là ở bị. Thế thì bạn ở đâu ngày hôm qua? Where? Có hai to be quá khứ này, đó là was và were. Were này thì đi với I,
he, she và it. Còn cái này thì đi với you, we và they. Như chúng ta biết rằng là trong tiếng Anh chủ ngữ không phải lúc nào cũng là I, you, they, he, she, it. Nó còn có thể là các danh từ chỉ người này, danh từ chỉ vật này, danh từ chỉ địa điểm này. Đó. Bạn ở đâu ngày hôm qua? You. You thì phải đi với were. Where were you last night? Bạn ở đâu ngày hôm qua? Đấy là câu hỏi với to be. Chúng ta thấy rằng là có to be này, cộng với động từ, cộng với chủ ngữ này, và cộng với đơn ngữ hoặc trạng từ. Đây là trạng từ tối hôm qua, trạng từ thì thời gian tối hôm qua. Thế bây giờ cũng có câu hỏi như thế này: bạn ở đâu ngày hôm qua? Mình hỏi với động từ thường đi, hoàn toàn được. Tiếng Anh mà, nó ngôn ngữ mà có nhiều cách diễn đạt khác nhau. Tiếng Việt cũng vậy, ngôn ngữ có nhiều cách diễn đạt khác nhau và có nhiều các cái chúng ta có thể nói ở rất nhiều tình huống khác nhau. Ví dụ như là hỏi với từ động từ thường nhé, where, ở đâu nhé. Bạn ở đâu tối hôm qua? Did. Chỉ có một trạng từ duy nhất là you cộng với động từ ở đâu, stay, đúng không? Stay là ở đâu. Where did you stay last night? Đó, thì Mr. Jelly đã hướng dẫn mọi người cái cách mà chúng ta đặt câu hỏi với trợ động từ, với to be. Nhớ là to be là nó nghĩa của nó thì là ở bị mà nó không cộng với động từ thường. Chúng ta không thể nói rằng là where were you stay last night được. Chúng ta không thể nào thêm từ stay vào đây được. Nó không thể nào, nó không đúng với ngữ pháp. Chúng ta hướng đến cái việc là viết này, nói đúng ngữ pháp. Bởi vì chúng ta học tiếng Anh bài bản, chứ không phải học tiếng Anh bồi. Ví dụ như là chỉ biết nói, mình đọc học thuộc, không? Mình học để mình hiểu, mình hiểu để mình áp dụng và mình dùng nó thành như một thói quen. Đó là cái câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Anh với to be và với động từ thường. Chúng ta sẽ đi vào làm bài tập. Xác định là câu này ở thì gì? Tối qua, last night chính là thì quá khứ, đúng không ạ? Và chúng ta có một trạng từ duy nhất trong quá khứ đó là did. Đi ngủ, đây là động từ. Vậy câu hỏi này đặt câu với động từ thường. Mấy giờ thì là what time? What time? Hoặc là chúng ta có thể hỏi với when. Từ để hỏi cộng trợ động từ này. Trợ động từ lúc này là did. Bạn, you, go, đi ngủ, go to bed, hoặc là go to sleep last night. Như vậy câu này là what time of when did you go to sleep or like go to bed last night? Bởi vì trợ động từ cũng chủ ngữ không động từ không tân ngữ. Đó. Tiếp theo, anh ấy thức dậy lúc nào? Lúc nào là when? Câu này ở hiện tại, đúng không ạ? Anh ấy là he. Thì nếu ở hiện tại thì chúng ta có hai trợ động từ là do và does. Thì anh ấy thì đi với trợ động từ là does. When does he get up? When does he get up? Nếu cô ấy thì là she, when does she get up? Nhưng nếu chủ ngữ là they thì lại khác. When do they get up? Bạn đã gặp ai sáng nay? Sáng nay. Sáng nay chúng ta hiểu rằng là có thể câu này, nếu người ta hỏi mình buổi trưa thì câu này quá khứ rồi. Đó. Còn nếu trong buổi sáng nay mình gặp ai thì câu này ở hiện tại. Thì câu này chúng ta có thể viết thêm hai cách, một là quá khứ, hai hiện tại. Ví dụ who vẫn là who, đúng không ạ? Ai mà. Who did you meet this morning? Trong trường này là quá khứ nhé. Who did you meet this morning? Hoặc là who do you meet this morning? Who do you meet this morning? Thì câu này là ở hiện tại này, và câu này quá khứ tùy. Ví dụ buổi trưa mình hỏi, cái này nó phụ thuộc vào cái việc là mình hỏi người đấy là vào lúc buổi sáng hay buổi trưa. Ví dụ bạn gặp ai sáng nay, trong lúc đó mình hỏi người đó là vào buổi trưa thì câu đó là quá khứ rồi. Còn bây giờ là buổi sáng, và cách đây vài phút bạn gặp ai đó, sáng nay bạn gặp ai,
thì là ở hiện tại. Thì tiếng Anh mà, ngôn ngữ mà chúng ta làm thế nào mà áp dụng được trong nhiều tình huống và nó tình huống nó phù hợp nhất. Nó có nhiều cách diễn đạt. Khi nào cô ấy sẽ đi đến sân bay? Sẽ đi đến thì chắc là will rồi, sẽ mà. When thì là trong tiếng Anh thì tiếng tương lai đơn có một trường từ là will. When will she go to the airport? Bao giờ cô ấy đi đến sân bay? Cô ấy sẽ đi sân bay khi nào? When will she go to the airport? Chủ từ để hỏi cộng trợ động từ will, tương lai mà, cộng chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ. Đây là trạng từ chỉ nơi chốn rồi, to the airport. Hay là what time cũng được, mấy giờ? What time will she go to the airport? Ok. Tiếp theo, cô ấy làm việc ở đây bao lâu rồi? Có nghĩa là người này hỏi, chúng ta hỏi ai đó là cô ấy làm việc ở đây bao lâu rồi? Có nghĩa là hành động đó là ở thời đoạn thành. Hành động xảy ra quá khứ vẫn kéo dài hiện tại và thậm chí là kết quả nó còn kéo dài tới tương lai cơ. Bởi vì làm đây lâu rồi thì vẫn đang làm và tiếp tục làm. Thì bao lâu là how long? How long? Thì là cô ấy là she này. Thế ở thì đoạn thành ấy, chúng ta học là có hai trợ động từ, đó là have và has. Thì he she it thì đi với has. How long has she work work thêm ID here, đây thì đoạn thành đó, từ để hỏi cộng trợ động từ cộng chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ. Tại sao anh ấy đi làm muộn? Tại sao? Thì câu này có hai cái trường hợp, một là quá khứ hay hiện tại, cũng giống như câu này tại sao anh ấy làm muộn. Why does he go to work late? Tại sao anh ấy lại đi làm muộn với hiện tại? Why did? Đấy. Chúng ta chỉ thay the bằng did thôi nếu muốn hỏi quá khứ. Đấy. Why did he go to work late? Trong trường hợp lần là chúng ta thấy anh ấy đi làm muộn cách đây khoảng 30 phút rồi, 1 tiếng rồi. Mình hỏi lại, mình hỏi với cái người nào đó cạnh mình, tại sao anh đi làm muộn? Why did he go to work late? Hoặc là tại sao anh đi làm muộn? Ví dụ chúng ta vừa mới gặp anh ấy ở đây. Why does he go to work late? Thì chúng ta có thể hỏi quá khứ hoặc hiện tại, tùy vào tình huống của chúng ta gặp. Đó. Thì đó là cái dịch các câu hỏi sang tiếng Anh và làm sao để nó đúng với ngữ pháp, với câu hỏi, với từ để hỏi. Với câu hỏi, với từ để hỏi. Đó. Thì đó là cái video của Mr. Jelly về cái cách mà chúng ta đặt câu hỏi với từ để hỏi. Về đầu tiên, chúng ta phải hiểu rằng là có những từ để hỏi như nào. Ví dụ người ta hỏi rằng là khi nào thì mình không thể nào dùng where được, không thể nào dùng why được. Phải là when. Đó. Hay người ta hỏi là tại sao thì chúng ta phải dùng là why. Đó, thì chúng ta phải xác định được rằng là cái từ để hỏi đó là gì. Và thứ hai là trợ động từ. Trợ động từ thì trong cái trong tiếng Anh thì chúng ta có ở trợ từ hiện tại này, quá khứ này, tương lai này, đoạn thành này. Đó. Hay là với to be có am is are có was were. Thì sau đó chúng ta phải xác định được là chủ ngữ đó là số ít hay là số nhiều để ta chọn cái trợ động từ nó phù hợp với cái thì đó, hay là chọn cái to be nó phù hợp. Ví dụ Mr. Jelly có một cái câu với to be đi, bởi vì chúng ta chưa có một cái câu nào về to be nhá. Mr. Jelly sẽ có hai cái câu về to be đi. Ví dụ như là câu 1, anh ấy là ai? Thì là câu hỏi với người, người ta dùng who đúng không ạ? Who anh ấy là ai? Who anh ấy là he này. Thì đây không phải hỏi với lại động từ thường, chúng ta không thấy có động từ. Chúng ta thấy là thì câu hỏi này sẽ là với to be. Who is he? Anh ấy là ai? Do to be nghĩa đó là thì là ở bị mà. Thì là ở bị. Ví dụ như là tiếp theo, đấy, anh ấy là ai?
Họ ở đâu? Họ ở đâu này? Họ ở đâu nhá? Họ ở đâu này? Chắc chắn là ở đâu là where rồi. Where? They. They thì đi với to be là are. Where are they? Thế nếu mà họ ở đâu ngày hôm qua đi thì là where were they last night? Đó, where were they last night? Thì anh ấy đâu? Anh ấy ở đâu ngày hôm qua? Where was he last night? Thì chúng ta phải phân biệt được, thứ nhất là chủ ngữ nó là số ít hay số nhiều, và từ để hỏi là gì? Bạn khỏe không? How are you? How is she? Đó. Thì hy vọng rằng mọi người đã nắm được phần nào đó cái công thức câu hỏi với từ để hỏi cùng với Mr. Jelly. Qua cái video về của Mr. Jelly thì mọi người hãy thực hành bằng việc là hãy tự đặt câu hỏi đi. Tự đặt câu hỏi và phân tích xem là câu này nó với động từ thường hay với to be, chơi động từ như thế là được chưa? Đó, hay là to be như này là đúng chưa? Hay là thì này là hiện tại quá khứ. Ở hiện tại quá khứ là phụ thuộc vào việc là cái tình huống nó xảy ra như thế nào. Ok, đó là video của Mr. Jelly về cái cách đặt câu hỏi với từ để hỏi trong tiếng Anh. Goodbye till next time and have a good day and enjoy the lesson. Thank you.